Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ làm món bánh phu thê còn có tên gọi là souse hoặc là souse, làm hoàn toàn bằng bột năng và đặc biệt là với cái màu xanh biếc tự nhiên từ những cái đóa hoa đậu biếc đã phơi khô. Tôi sẽ làm hai cách, sau đó so sánh rồi trình bày với các bạn, tùy các bạn chọn lựa cái cách nào cho phù hợp với mình. Dùng khoảng là 15 cái hoa đậu biếc này, mình sẽ ngâm nó vô trong nước sôi. Nước á, thì các bạn, nước cũng không cần sôi, chỉ cần ấm thôi, hoặc là bạn có thể bỏ vô microwave vài giây cho nó ấm lên. Mình sẽ xài là 600 g nước. Mình khuấy cho cái bông nó chìm trong nước để cho nó dễ ngấm. Khoảng chừng thời gian là 1 giờ, tùy theo thời tiết ở nơi bạn, có thể lâu hơn hoặc mau hơn, nó sẽ ra màu rất là đậm. Bây giờ thì mình cân bột bột năng này, mình sẽ xài nó là 300 g. Một phần tư muỗng muối, và mình sẽ xài là 1/3 cấp đường, tương đương với 60 g. Lần này mình làm bánh, cái vỏ bánh thì nhạt hơn nhưng mà nhân thì nó sẽ ngọt hơn. Các bạn có thể tăng giảm tùy theo các bạn thích. Bây giờ thì cái nước mà hoa này đã đậm lên rồi, mình sẽ đổ nó ra cái rây. Cái rây thì mình để thẳng lên cái tô bột. Bạn có thể thì dùng cái muỗng á, mình ép cái hoa cho nó ra hết cái màu. Nhìn lúc đầu thì nó nhạt như vậy á, nhưng mà khi mình nấu lên nó rất là đậm luôn. Khuấy cho cái bột nó thấm ở trong nước để bột nó nở ra làm bánh nó ngon hơn. Mình sẽ đậy lại, sau khi mà mình khuấy cho đều rồi thì mình đậy lại để cho ngấm bột khoảng 20 phút cũng được. Xong rồi thì mình đổ ra chảo, bạn có thể dùng cái rây để cho lỡ cái cặn nào thì nó giữ lại. Chảo thì bạn có thể xài chảo chống dính hoặc là cho dầu vô. Mình vừa chống dính vừa cho dầu, mình cho vô. Đây là 1 muỗng canh, nhưng mà bạn chỉ cho 2 muỗng canh, là nếu mà bạn làm hết cái số lượng 300 g. Ở đây thì mình chỉ lấy ra một nửa để mình khuấy bột, còn một nửa thì mình sẽ nấu trực tiếp từ cái bột ướt luôn. Mình cho vô là nửa cốc dừa. Công thức là mình sẽ để lên ở cái phần mà mô tả đó, là mình cho hết là một cách, rồi còn các bạn tùy các bạn chia làm hai ra, hoặc là bạn chọn một cách của bạn. Đây là cái dừa mình mua về mình bào ra. Dừa mình mua đụng dừa hơi bị già. Nếu mà các bạn có mua được dừa non á, thì bánh nó ngon hơn. Bột mình khuấy cho đều, lửa trung bình. Đến khi nào mà mình thấy nó ở dưới một lớp nó trong như vậy á, thì các bạn tắt lửa. Khi mình tắt lửa thì cái bếp ra điện này á, nó vẫn còn nóng. Thành ra mình cứ khuấy khuấy đến khi nào mà mình thấy không còn một cái bọt nước nào nữa hết á, là được. Còn nếu mà các bạn khuấy mà chảo nguội rồi mà vẫn còn nước á, thì các bạn dặn nước lửa lên để mình làm tiếp. Nó cũng còn hơi nước đó nhưng mà cũng không có đến nói gì, bạn cứ khuấy chập cái là nó cũng thấm vô hết rồi. Cái này là mình làm cỡ hơn một nửa, một chút hơn một nửa bột á, lát nữa thì mình làm cái bột nước không. Đó, bây giờ là xong. Bây giờ mình qua phần làm nhân. Làm nhân á, thì mình sẽ xài 200 g đậu xanh ngâm đi 4-6 tiếng, à 2 tiếng cũng được, tùy bạn. Nếu mình ngâm lâu á, thì nấu nhanh hơn. Còn mình ngâm ít á, hoặc là không ngâm á, thì nấu nó lâu.
rửa sạch rồi mình đem bỏ vô mình nấu, mình cho vô 1/4 muỗng cà phê muối, muối biển. Nước thì các bạn đổ nó xăm xắp lên cỡ là 5 mm. Nếu mà bạn không có cái nồi Instant Pot này, bạn có thể xài cái nồi thường mà nấu, thì mình đổ nó hơi nhiều nước hơn chút xíu, bởi vì cái đó nó bốc hơi nó bị lọt ra ngoài, còn cái nồi này nó kín hơn. Xài Instant Pot đó thì mình chọn pin rồi more, coi cái chữ more ở trên đó thì mình bấm rồi mình bón 2 phút thôi. 2 phút xong á, thì nó tự nó tắt, rồi mình để nó cỡ đến khi nào mà cái valve nó rớt xuống á, là mình xong. Thật ra mình nấu á, thì mình đã bỏ đường vô ở sau khi mình chín á, mình bỏ đường vô ở trong cái nồi Instant Pot rồi mình đánh nó nhuyễn ra như vậy. Còn các bạn á, thì các bạn có thể nấu thẳng luôn ở trong nồi, hoặc là các bạn đem ra cái chảo mình xào cho nó mau khô hơn á, mình cho vô là 1 muỗng canh dầu dừa, 1-2 muỗng. Cái này là tại vì mình làm tùy các bạn muốn béo thì 2 muỗng canh, còn cái muỗng này thì mình múc vuông lên cho nên mình tính ra 1 muỗng đó. Cho nửa bịch bột vani, rồi 120g đường, xong rồi cái lửa thì trung bình. Mình cứ lật tới lật lui, lật đến khi nào mà mình thấy mình rời cái tay mà nó khô á, nó không có bị nhão dính ở trong tay nữa thì được. Lúc còn nóng ấy thì bạn thấy nó mềm mềm vậy, chứ đến khi mà nó nguội thì nó sẽ khô cứng hơn. Rồi, coi như là xong phần nhân. Mình sẽ cho vô 1 tí dầu trong cái khay á, quẹt cho nó đều dưới, xong rồi mình múc bột, múc cái đậu xanh mình đổ ra. Mình tráng cán nó đều cho cái mặt nó bật một lớp để khi mình chia cho nó dễ. Không cần cân gì, mình chỉ chia nó ra là lúc đầu mình không biết mình tính bao nhiêu á, mình cắt ra quá nhiều. Các bạn chỉ cần chia nó ra là 20 phần là được. Mình làm cỡ là 12 với là 19 cái bánh thì các bạn chia 20 cũng được. Bởi vì cái khuôn của mình là cái khuôn silicone màu ở cái hình vuông, thành ra mình cắt vuông. Còn nếu các bạn làm khuôn tròn hay là chén hay là cái gì thì các bạn có thể là vò viên tròn lại, rồi cũng tùy theo kích thước mà mình cắt cái miếng đậu xanh nó nhỏ hơn cái khuôn á, để nó không có bị tràm ra ngoài. Mình cho vô chút dầu trong khuôn rồi mình bóp nó, mình chia bột vỏ ra cũng làm 20 phần, 19 phần, tùy theo cái khung của bạn bao nhiêu ngăn thì các bạn chia bánh ra bấy nhiêu, bột ra bấy nhiêu cái, không có bắt buộc phải làm giống y chang cái khung của mình. Như hồi nãy mình nói là cái bột của mình làm một nửa thôi, 2/3 chứ cũng không phải, rồi mình để lại 1/3 mình làm một nước. Lát bạn sẽ thấy mình làm bột nước. Cái bột này á, sau khi nhiều lần làm bánh á, mình thấy nếu mà các bạn mà giáo bột đi á, rồi các bạn nhồi, càng nhồi nhiều á, thì cái bánh của mình nó sẽ có độ giòn hơn. Mình cắn cái mình cảm thấy như nó giòn hơn. Mà nó giòn là cũng nhờ ăn gian là bỏ mấy cái sơ dừa nó vô, nó mình cắn đụng cái sơ dừa rồi cộng thêm cái cảm giác mà mình thấy là nó rất là giòn. Giòn kiểu sực sực chứ không phải giòn tan. Rồi sau dư bột bánh á, thì mình làm luôn 2 lớp đậu xanh luôn. Thành ra các bạn chia tùy theo tình hình các bạn chia nha. Lúc đầu mình chia mình không có định được bao nhiêu. Với cái phần đậu xanh đó thì chia ra 20 phần.
làm hơi tràm nó to, mình bỏ vô như vậy á, là cái bánh mình sẽ xấu, bởi vì cái đậu xanh á, nó bị méo ở trong. Mình thích làm cái này nhồi thêm, nó càng nhồi thì càng cái bột nó sẽ ngon hơn. Nhồi mình làm giống như mình bắt cái bò viên á, mình bóp cái tay cái nó trồi lên. Bạn phải mang găng tay chứ không thôi cái này á, là nó dễ dính lắm. Và mình cứ tiếp tục làm như vậy cho đến khi nó hết thì thôi. Bây giờ thì mình hấp. Các bạn có thể xài sửng hoặc là xài cái chảo giống mình rồi kê lên. Mình xài cái chảo điện này, mình đổ nước vô vừa gần tới cái đáy của cái khuôn. Bạn hấp lâu lắm nha. Hấp này cũng phải 20 tới 25 phút cái bọ. Tại vì cái khuôn của mình nó sâu á, thành ra hấp nó lâu. Nếu mà hấp không chín á, thì bánh nó không có dai mà nó bở, mà bột nó đọng á, thì nó cứng ở phía trong á, còn sống á, thì nó cứng đi. Bây giờ thì mình chuyển qua mình làm bột nước đi. Cái bột nước mình nói hồi nãy mình chừa lại á, mình cũng xài cái khuôn mình silicone rồi mình cho dầu vô để mình gỡ ra cho nó dễ á. Mình cho bột vô trước. Mà nếu mà bạn làm nước á, thì các bạn nên nước phải ấm, nóng. Nước nóng càng tốt, là bởi vì cho nó có bột nó đừng có đóng xuống ở dưới á. Không thôi thì cái bột nó sẽ bị lắng xuống ở dưới. Nó chưa kịp chín là nó lắng xuống ở dưới. Mình cho nó nóng nóng sơ sơ rồi mình mới bỏ dừa vô. Rồi mình sẽ cho nhân vô. Cái này cũng hấp cỡ 20-25 phút. Tại cái loại này nó sâu á, cái khuôn kiểu này nó sâu. Cái này là tùy cái sự cái con mắt thẩm mỹ của các bạn. Các bạn muốn làm nhân vuông hay nhân tròn hay nhân cái gì tùy theo cái khuôn nữa. Mình hơi bị thiếu nước. Nước bột á, mình chưa lại ít. Nó không đủ. Bạn có thể muốn ăn giòn nhiều hay là nhiều dừa thì bạn thêm dừa vô. Đó, bánh này thì nó trong veo à. Như vậy làm cái cách này thì nó được cái là bỏ đi một cái công đoạn là giấu cái bột cho nó khô. Và bánh thì nó đẹp hơn. Nó có đọng nước thì cũng không có sao hết nha. Mình nấu ấy thì mình chắc nó ra. Mình nhỏ nó ra. Rồi, tuy là mình xài silicone rồi mình cũng đã bằng thoa dầu rồi, nhưng mà bạn phải chờ cho nó thật là nguội, bạn lấy ra mới dễ, chứ còn không thì nó sẽ bị dính. Gói thì mình xài cái plastic mình gói. Cái kiểu này cũng hơi khó, nó tròn tròn, nó giống cái trứng. Bánh này thì mình có thể mình để bên ngoài tủ lạnh, trời mát thì cỡ tối đa là 2 ngày. Chứ để lâu thì nó bị thiêu. Còn nếu mà mình để lâu hơn thì đem bỏ vô tủ lạnh. Hoặc là trời nóng quá đó, mình để cỡ ngày là mình đem bỏ vô tủ lạnh. Bây giờ mình gói tròn xong thì mình gói qua cái vung cho các bạn coi. Cái màu ở dưới nó xấu hơn cái mặt dưới á. Tại mình nhồi nhồi cái nhân á, nó đem nó lòi ra, bỏ vô cái khuôn nhỏ, mình làm cái cục bột bự. Gói cái hình chữ nhật á, nó không có cân bằng, cho nên mình rỉ qua rồi, mình ép nó vô vậy, nó bị căng cái mặt.
Thì căng cái mặt á, mà các bạn có cảm tưởng như cái bánh nó trong nó láng lên á. Rồi, như vậy á thì mình đã làm xong. Bánh mình bây giờ mình so sánh này, bánh mà giáo bột á thì nó sẽ dai hơn, nó đã giòn hơn. Nhưng mà làm từ bột nước thì nó nhanh và nó đẹp hơn. Cái mà có dai cái giòn hơn á, là các bạn ăn phải kỹ lắm, các bạn biết phân biệt được, chứ không thôi thì mình thấy nó cũng giống giống nhau à. Nhưng mà như vậy á thì tùy các bạn chọn lựa. Ở quê mình bánh phu thê họ thường bỏ trong cái khuôn lá dừa trong những cái dịp cưới hỏi cúng quẩy, còn ăn thường á, thì người ta bán trong lá chuối không có xài mè. Nhưng nếu mà các bạn thích á, thì cứ việc rang mè và rắc vô. Màu thì khi xưa thì người ta chỉ xài màu vàng, còn không thì để trắng như vậy. Sau này thì người ta xài đủ thứ màu, và hôm nay thì mình làm màu xanh đậu biếc và lại gói trong cái miếng giấy plastic. Video làm bánh sushi của mình tới đây coi như là xong. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại trong những video kế tiếp. Bye bye.